các bạn nghe không thấy mình nói gì không? Mình đang ở tiệc tốt nghiệp của trường mình nên là nó rất là ồn. Các bạn có thể đi qua. Rồi. Vui được không các bạn? Em có thể giới thiệu một chút về mình hay không? Mình tên là Toàn. Hiện mình đang là sinh viên năm thứ 2 của trường ASO. Bạn đến Nhật từ khi nào ha? Video. Vậy là sắp tới khi nào bạn sẽ, sau lễ tốt nghiệp này thì bạn sẽ đi lên tỉnh nào hả? Sau buổi tốt nghiệp này thì mình sẽ đến tỉnh Shizuoka. Các bạn biết núi Phú Sĩ không? Mình sẽ đến đó và làm việc tại đó. Công việc này thì cũng là công việc của trường giới thiệu cho mình và mình đã tham gia phỏng vấn và rất là may mắn là mình đã vào được công ty. Rồi, sắp phải xa Fukuoka rồi, bạn cảm thấy 2 năm sống tại Fukuoka, cuộc sống ở tỉnh này như thế nào? Thực sự nếu mà thời gian có thể quay trở lại thì mình vẫn muốn sống ở Fukuoka hơn. Mình vẫn muốn học tiếp tiếng Nhật tại ASO. Rồi, cảm ơn Toàn rất là nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay ha. Chúc bạn sẽ thành công trong con đường sắp tới.